Xin chào cô chú anh chị nhà đầu tư. Thì hiện tại em đang có mặt tại xã Tân Lập, huyện Lục Hóa, tỉnh Long An nha. Thì trên cái vị trí này em có nhận quay bán từ đất có diện tích là được 50 công, tức là 5 mẫu nha cô chú anh chị. Thì mặt tiền của nó là tiếp giáp với đường đá xanh nha. Hiện tại đường này thì xe ô tô 4 chỗ 7 chỗ là mình đi vô được tới đất luôn. Thì cái thửa đất của mình nó cách tuyến quốc lộ 62 thì tầm khoảng là 1 km thôi cô chú anh chị. Đó là tuyến quốc lộ 62 nha. Ở khu vực này đó là nhà cửa dân cư, điện nước đầy đủ nha. Mặt tiền của nó là được 120m và cái hậu đi sâu vào bên trong là 470m. Thì đất mình hai mặt tiền, thì phía sau lô đất mình còn thêm một cái mặt tiền đường đá xanh nữa. Mặt tiền ở dưới kia là được 75m nha cô chú anh chị. Thì đất mình nó vô tầm khoảng 200m thì nó cái bụng nó sẽ nở ra. Thì xung quanh thửa đất mình ở đây là họ nuôi tôm rất là nhiều luôn. Thì như cái thửa đất của mình, như cô chú anh chị mình có nhu cầu nuôi tôm hay nuôi cá đó, thì mình về đây mình xem, mình tham khảo, mình lấy lô này để mình chuyển mục đích lên mình nuôi trồng thủy sản nha. Khu này ở đây là được cái quy hoạch đó là mình chăn nuôi. Còn phía trước đất mình nữa là nó tiếp giáp thêm với con kênh. Kênh bề ngang khoảng hơn 30m nha cô chú anh chị. Kênh rất là lớn luôn. Kênh này là thông ra ngoài con kênh dầm cỏ. Quẹo trái là thông qua kênh dầm cỏ, còn quẹo tay phải là mình thông về kênh 79 và thông ra ngoài tỉnh lộ 89 luôn. Thì cái ganh của mình là tới bên cái trụ đá đó cô chú anh chị, đi thẳng vô xuống tới cái mặt tiền ở dưới kia. Còn cái ganh còn lại của mình qua tới bên mí nhà bên kia. Thì do hiện trạng khu này ở đây người dân mình nuôi tôm rất nhiều, khu này ở đây thì mình làm lúa thì không được tốt lắm nha cô chú anh chị. Đất mình thì chỉ thích hợp với mình đào ao, mình nuôi cá nuôi tôm thôi. Khu này thì đặc biệt ở đây là nuôi tôm rất nhiều nha. Như cô chú anh chị mình muốn nuôi tôm nuôi cá thì mình có thể tham khảo lô này. Cái thửa đất này thì mình được chuyển lên là mình chăn nuôi nha. Thì từ vị trí thửa đất mình về đến thị xã Kiến Tường chỉ có là 5 km thôi cô chú anh chị. Thì ở đây là điện nước đầy đủ, nước sạch luôn. Điện này điện lớn nha cô chú anh chị, điện nhà nước luôn. Sổ sách của mình thì hẳn hồi nha. Thì giá là chỉ có là 105 triệu một công. Thì cô chú anh chị mình có nhu cầu quan tâm thì xin vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại em để trên màn hình nha. Thì em sẽ kết thúc đoạn video tại đây. Em sẽ ra cái mặt tiền phía sau chi tiết cho cô chú anh chị mình xem. Thì đây là cái mặt tiền phía sau này cô chú anh chị. Phía sau mình cũng tiếp giáp đường đá xanh nha. Phía sau này thì ô tô 4 chỗ 7 chỗ mình đi được nha. Phía sau nó còn tiếp giáp thấy con kênh nữa, kênh cũng rất là lớn nha. Hai mặt tiền đường, hai mặt tiền kênh. Kênh này phía sau thì cũng ghe khoảng 100 tấn lưu thông luôn. Thì anh bờ của mình, từ ngay trụ đá này đi ngang qua, tới bên cái nhà bên kia 75m mặt tiền phía sau. Thửa đất mình thì chỉ thích hợp với mình chăn nuôi, đào ao, nuôi tôm, nuôi cá thôi nha cô chú anh chị. Đất này thì còn phèn rất là nhiều nha. Thì cô chú anh chị mình có nhu cầu quan tâm thì xin vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại em để trên màn hình nha. Mình về đây xem đất thì mình gặp ngay chính chủ nha cô chú anh chị.